Chào bạn, chúng ta tiếp tục phần chính xây dựng website với phân hệ là admin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thao tác xóa dữ liệu trên table new category. Thì để xóa dữ liệu thì chúng ta cũng giống như một update ở đây, chúng ta click vào, chúng ta làm. Vậy chúng ta sẽ có một cái nút xóa xếp bên đây. Khi click vào nút xóa thì chúng ta sẽ xóa đi cái record này luôn. Thì để làm được cái việc đó, các bạn cần thêm một cái link button khác để chúng ta thực hiện. Thì để thực hiện một cái link button nữa thì chúng ta cần thêm một cái cột tiếp theo là td. Chúng ta đưa nó vào và ở đây tôi sẽ cho là xóa. Rồi, ở cái phần này không phải update nữa mà để delete. Đó, có nghĩa là trên cái lưới repeater chúng ta có hai cái link, một cái link là update và một cái link là delete. Và phân biệt ở hai cái link này đó là command name, còn cái tham số chúng ta truyền vào cho hai cái link này đều là command argument là carry id hết. Rồi, như vậy thì ở cái phần repeater này tôi sẽ có một cái là key delete. Chúng ta ở trên là key update, đây sẽ là key delete cho nó read. Rồi giờ key delete này tôi sẽ làm cái gì? Nó cũng giống như là một cái update thôi, tôi phải lấy cái giá trị đó trở về. Thì tôi sẽ có là một cái DT, tôi lấy cái ở trên đây, tôi đưa xuống đây luôn. Đó, tôi xài y chang đó. Và tôi có nếu mà DT.row dòng nó có cao lớn hơn 0 thì tôi sẽ thực hiện cái thao tác xóa. Đây, đây là thao tác xóa. Rồi, ok. Rồi để thực hiện thao tác xóa thì tôi cần qua cái DOL để tôi viết xóa. Trong cái phần này tôi sẽ có cái gọi là gì, một cái public delete, đây tôi sẽ có cái delete cho nó luôn, delete. Rồi tôi chỉ cần cái id thôi, mấy phần này tôi sẽ không cần. Rồi tôi sẽ có là delete from new category sẽ có là where category id như thế này. Ok, có hết rồi, và tôi có đầy đủ các phần để tôi xóa được một cái dữ liệu trong SQL Server. Rồi đây tôi chỉ cần gọi lại cái thao tác xóa này thôi, đó là new.delete. Như vậy thì ở đây tôi sẽ delete cái gì, integer.bark bạc nó bè nó qua, thì đó chính là e.command argument.toString. ok, đó. Thì đây là coi như là tôi đã xóa được một cái record. Ok. Rồi, bây giờ khi tôi xóa cái này, chúng ta cần có một cái nữa là response.redirect.request.url.toString. À thì nếu không cái này là nó chúng ta cứ refresh là nó cứ xóa, refresh là nó cứ xóa. Nhưng mà khi xóa khi click vô cái xóa thì nó bắt buộc nó phải có một cái thông báo hiển thị lên hỏi chúng ta có xóa hay không. Thì tôi cần có một cái sự kiện để chúng ta làm cái đó, đó là protected void delete log, cái này đó. Thì coi như là chúng ta viết protected này vào ở trong phần này và chúng ta sẽ chọn cách để chúng ta xóa, đó là xuất hiện học thoại. Thì tôi cần đưa cái này vào cái dữ liệu của chúng ta. Ở đây tôi sẽ một thông báo đi, ms delete như thế này đi cho nó dễ. Rồi thì để đưa cái dữ liệu đó được trong cái phần delete này thì tôi cần viết vô một cái nữa cho nó, đó là on log. Đấy, tôi sẽ đưa cái phần msg delete cho nó. Rồi còn thì coi như là đưa nó vô cái phần này, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện cái thông báo cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái ứng dụng của mình coi có nút xóa hay chưa, và chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách click vào trong đó. Rồi, và đây chính là cái giao diện mà khi chúng ta refresh lại và nó xuất hiện cái chức năng xóa. Bây giờ chúng ta cần xóa cái nào chúng ta click vào cái đó. Giả sử tôi cần xóa cái sách báo, tôi chọn cái này, tôi nhấn vào thì cái rotated void msg delete đó nó sẽ xuất hiện cái hộp thoại này hỏi chúng ta có xóa hay không. Ok, quỷ thì bình thường, chúng ta click vào ok.
thì cái dòng record sách báo này nó sẽ bắt chúng ta refresh lại một lần nữa. Refresh thì nó vẫn bình thường do chúng ta có một cái dòng gọi là respond.redirect đó. Giờ tôi cần xóa cái dòng gọi là mới cập nhật ở chỗ đây. Tôi click vào. Họ có xóa hay không? Tôi ok. Coi như cái dòng mới cập nhật này nó sẽ mất dữ liệu của chúng ta. Đó, thì đó chính là cái cách mà chúng ta thực hiện để chúng ta xóa đi một record từ SQL Server thông qua cái Azure.NET Database. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.